Rồi, và con cũng xin tự giới thiệu với cô chú anh chị chúng ta luôn. Con tên đầy đủ là Trần Gia Nam. Cả nhà có thể gọi con là Nhà Nam cũng được ha. Hoặc là nickname du lịch của con là Nam đó đây. Và hôm nay con sẽ đồng hành cùng đoàn chúng ta vào bên trong chờ nổi tham quan. Rồi, và trên tinh thần hôm nay đông như vậy nên ở một số điểm tham quan có thể cô chú anh chị mình sẽ phải chờ đợi tầm khoảng 10-15 phút. Cái này là nhà nào cũng vậy ha, chứ không phải là riêng nhà nào bên con. À rồi, và cũng thông báo trước như vậy cô chú anh chị chúng ta có tinh thần luôn. Và yên tâm, mình cứ tham quan thoải mái tự do. Khi nào mình tham quan xong, báo với con Nam ơi, cô chú anh chị tham quan xong điểm này rồi à, thì con sẽ xếp đài cho cô chú anh chị mình di chuyển đi tiếp tục điểm tiếp theo và đi về ha. Rồi, đoàn của mình có thể là đoàn chắc là gần cuối cô chú anh chị à, tàu của mình là chắc là tàu gần cuối vào trong chờ nổi rồi ha. Nên là khả năng mà đoàn mình đợi tàu là chắc cũng hơi thấp, không cao đâu anh chị, nên yên tâm ha. Rồi, hiện tại là tàu chúng ta, cô chú anh chị nào đang là tem xanh ha. À, kiểm tra thì con tem xanh tem hồng ha. Cô chú anh chị nào đang là tem xanh thì giơ tay hiểu nguyên với con luôn ha. Có anh chị nào đang tem xanh không ạ? Rồi, chắc là full hồng rồi ha. À, tem hồng thì cô chú anh chị mình sẽ tham quan 3 điểm, đó là chợ nổi, mình tham quan một vòng chợ nổi, sau đó mình sẽ tham quan làng nghề hủ tiếu và tham quan đặc sản miền Tây. Đó là 3 điểm tham quan chính trong chợ nổi Cái Răng của chúng ta.